Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học phổ thông Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Ly Chiểu. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh thăm hỏi tình hình hoạt động, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đội ngũ giáo viên nhà trường Mong các thầy cô giáo có nhiều sức khỏe, luôn yêu nghề, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người, có phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, qua đó góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.